Đức Thế Tôn nói có rất nhiều những vị xuất gia, Sa môn và La môn, mặc dù mang cái thân xuất gia đó, nhưng mà còn kiếm sống bằng những cái nghề như là nghề y, làm thuốc, hoặc là mua bán, hoặc là đưa tin, vân vân. Quý vị thấy nó kỳ không? Nó không kỳ. Tại vì nhớ những cái nghề này, nếu như quý vị là cư sĩ thì không vấn đề gì hết. Mình là cư sĩ, mình làm nghề bác sĩ nè, rồi mình làm nghề buôn bán nè, rồi mình làm nghề mà đưa tin tức nè, thì nó không vấn đề gì. Nhưng cái vấn đề ở đây là những con người đã xuất gia rồi, ăn đồ của đàn na tín thí, cúng dường bằng niềm tin, mà mình lại còn đi làm những cái trò này, tức là mình sống như cư sĩ, thì đây là cái điều không có nên. Có nhiều video á, sư giảng rất là rõ về cái việc là tại sao một vị tỷ kheo ngay cả cái nghề thầy thuốc á, mà cũng không có cho, bởi vì nó có rất là nhiều lý do. Cái lý do đầu tiên á, đó chính là cái bổn phận của một vị tu sĩ là mình cần phải tu tập đi đến sự giải thoát giác ngộ, thoát khỏi những cái bệnh về tâm. Và từ đó, khi mình đã giải thoát giác ngộ rồi, mình có thể cứu độ những chúng sanh khác. Còn những cái nghề y, nghề bác sĩ thì hãy để cho cư sĩ họ làm. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà mình có chữa bệnh cho một người đi chăng nữa, sư đang nói chữa bệnh về thân, thì họ cũng đâu có phải chữa một lần là hết, rồi họ không bao giờ bị bệnh nữa. Mà một chúng sanh mà quý vị, có thân thì sẽ có bệnh, mà cứ bệnh như vậy hoài, mình chữa như vậy hoài, thời gian đâu mà mình tu tập. Trong khi đó, cái chuyện đó cư sĩ họ có thể làm được, và thậm chí họ làm rất tốt. Trong khi đó mình lo những cái chuyện đời của cư sĩ mà mình quên cái chuyện đạo của mình. Đó chính là bổn phận tu tập, phát triển giới học, định học và tuệ học. Chính bởi vì như vậy, Đức Thế Tôn cấm các vị tỷ kheo làm nghề y là như thế. Chứ không phải bản thân nghề y nó là xấu, bản thân nghề y nó không giúp người, không phải như vậy. Mà bởi vì vị tỷ kheo có những cái bổn phận cao cấp hơn. Hơn nữa đó, nói nó kỳ, chứ đâu phải là mình khám chữa bệnh rồi là mình không có lấy cái gì đâu. Tại vì ở trong tạng luật và ở trong chú giải pháp cú đều có nhắc đến một cái câu chuyện là một vị tỷ kheo sau khi đi khám bệnh ở nhà người ta xong, người ta cúng dường một cái bữa ăn. Quý vị thời nay quý vị sẽ thấy nó rất là bình thường ha. Nhà đó có một cái người bị bệnh nào đó, một cái vị tu sĩ biết chữa bệnh tới rồi chữa cho. Mình cũng không có cúng tiền, mà mình chỉ đơn giản mình cúng mấy cái bánh, mình cúng một cái bát cơm để sư hoặc như để cho thầy có một cái bữa cơm thanh tịnh đạm bạc. Mình thấy không có cái gì, nhưng đó là cái tầm bậy. Và khi vị này ôm cái bát cơm về, đi ngang qua ngài Xá Lợi Phất và nói với ngài Xá Lợi Phất là: bạch ngài, con xin cúng dường cái bữa cơm này cho ngài. Ngài Xá Lợi Phất ngài bỏ ngài đi, ngài không nói tiếng nào hết trơn. Hồi xưa đó, khi mà sư học, sư đọc đến cái chỗ này sư khó chịu lắm, bởi vì mình không hiểu. Nhưng mà bây giờ học rồi đó mới thấy, đây là do cái sanh kế bất tịnh. Tức là cái chuyện mà mình chữa bệnh cho người ta đó, dù cho mình chỉ nhận một bữa cơm thì nó cũng là sanh kế bất tịnh, chứ đừng nói mình nhận những cái thứ mà nó ghê gớm hơn.